Mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương đã có buổi gặp mặt nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo các doanh nghiệp trực thuộc Bộ luôn tin tưởng biết ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc có hiệu quả của nguyên Thủ tướng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của ngành công thương trong thời gian qua. Và hy vọng trong thời gian tới, ngành công thương vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ và những chia sẻ quý báu của nguyên Thủ tướng, cũng như các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên trong ngành công thương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ. Ông luôn tin tưởng vào sự vững mạnh và phát triển của lực lượng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành công thương. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ngành công thương phải luôn phấn đấu hết mình trước những nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao phó, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải đưa ngành công thương lớn mạnh hơn nữa, hết lòng phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành công thương sẽ cố gắng hết sức mình, đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành công thương, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển ngành công thương.